Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Arab, kênh chuyên lên những sự kiện Arab Mining từ những dự án trên thị trường crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất về mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Arab từ dự án BitLocus. Để tham gia vào sự kiện Arab này, mọi người cấp phần là mình ở phía dưới phần mô tả video. Và nếu bạn nào mà chưa tham gia sự kiện nhóm chọn lọc kèo 24/7 trên Zalo của mình, mọi người có thể tham gia để cập nhật những dự án mà mình không chia sẻ trên kênh. Ngoài ra, mọi người có thể vào nhóm theo lần Arab để có sự hỗ trợ tốt nhất từ mọi người xung quanh trong việc làm Arab này. Rồi quay lại với việc dự án hôm nay, mọi người tiến hành support cho mình. Đầu tiên, mọi người tiến hành là nhiệm vụ cho Arab và channel của dự án trên Telegram. Và dự án này là một dự án sang. Sau đó mọi người tiến hành cho channel. Tiếp theo mọi người quay trở lại chatbot, mọi người click finance. Sau đó mọi người tiến hành đăng ký một tài khoản của dự án trên sàn BitLocus. Đây là một dự án sàn ạ. Mọi người đăng ký bằng Gmail của mình ạ. Tiếp theo mọi người tiến hành đăng nhập vào Gmail của mình, mọi người tiến hành xác thực. Rồi sau đó mọi người tiến hành đăng nhập tài khoản của mình trên sàn BitLocus. Sau đó mọi người quay trở lại chatbot. Mọi người tiến hành gửi mọi người tiến hành gửi địa chỉ email mình để đăng ký một tài khoản trên sàn này. Với sự kiện Airdrop này là một sự kiện random 15.000 người. Mấy dự án cũ sàn thì mọi người đừng nên bỏ qua. Tiếp theo mọi người next question. Sau đó mọi người tiến hành làm nhiệm vụ follow dự án trên Twitter. Rồi mọi người tiến hành follow. Sau đó mọi người về trang cá nhân trên Twitter của mình, mọi người tiến hành copy username Twitter. Rồi mọi người gửi về chatbot. Accept. Sau đó mọi người tiến hành referral. Rồi để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện Airdrop này, mọi người có thể copy link và bằng bì hạn người thân của mình tham gia sự kiện. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.